lấy trơn, phải lấy trơn. Tiếp tục, tiếp tục. Bốn quả. Đừng không có ai cứu, chạy đi, chạy đi. Lên đi, lên, lên, lên. Được chưa, được rồi, chân. Nằm ngang ra, nằm ra. Đây, 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 đây. Được chưa? Rồi, ok. Bởi vì chúng tôi sắp xếp lại từ đầu, 10 quả đã được dựng đứng. Thời gian bắt đầu chạy. Dừng thời gian. Mang về 10 quả bưu điện, xin chúc mừng. Trời ơi, hết hồn luôn. Họ đang có 20 quả bưu điện đã được làm ngã. Lượt thứ 3 này chúng ta chờ xem bao nhiêu quả làm ngã nữa. Xin mời. Mời đội tiếp theo, Lê Duy Bộ Lâm, Hà Đi Quỳnh. 3, 2, 1, vô! Yeah!
An Giang. Dừng lại cho anh, dừng lại cho anh ba quả, ba quả. Dừng sát cho dách anh Tú, mấy quả phạt là dừng sát cho dách, đúng rồi. Đội này ăn gian quá, dừng mấy hai quả nữa sát cho dách. Chúng như một mũi tên, đúng rồi, đúng như vậy quá. Nào các bạn ơi. Rồi, bạn nó hại mình đó Harry ạ. Chứ không phải nó thương mình đâu, nó hại mình đó. Anh phải ngồi ở giữa quá, anh nặng như con trâu vậy đấy. Đầu tiên ngã hết, bây giờ là lượt thứ hai. Rồi, 3, 2, 1, vô, vô. Rồi, bây giờ lượt thứ ba chúng ta nên nhớ. Sau ba lượt, đội nào mang về nhiều bowling hơn trong thời gian ngắn nhất là đội giành chiến thắng. Đội về nhất sẽ giành 2 điểm thưởng, đội về nhì 1 điểm thưởng và đội về Úc o điểm thưởng. Lượt thứ ba của Harry Won và Lê Dũng Vũ Lâm xin được phép bắt đầu. Quá bèo so với Harry Won. Không, một quả duy nhất. Vẫn còn một quả. Vẫn còn. Rồi ngã rồi. Như vậy là 30 quả đã được ngã. Thời gian chúng tôi công bố sau. Thưa quý vị, còn chần chờ gì nữa? Mời quý vị đến với cặp đôi mà chúng tôi tin chắc rằng họ sẽ nhanh nhất, nhiều nhất. Còn quá quả. Thank you.
đầu tiên quá nhanh, chúng ta chờ đợi lượt thứ hai sẽ bao nhiêu quả đây, bao nhiêu thời gian đây, xin mời. Vẫn còn 5 quả. Dừng ba quả là dừng, đúng rồi, xấu. Anh Giang phạt dừng ba quả, xác danh thường gì bệnh. Từ cái chân móc qua tôi thấy hết. Dừng ba quả xác danh thường, cái tội An Giang. Ba quả ba chỗ rất xa, An Giang là phải phạt. Có công là thưởng, có tội là phải trừng phạt. Giang phạt hai quả nữa. Tấu, cái quả đó để ngay chừng góc này Tấu. Không, nữa, để góc vuông Tấu, góc vuông á. Qua phải, qua phải. Qua phải em, qua phải em á. Đó, ừ. Đây. Hai người một không đi. Kết thúc. Trò chơi chúng ta cũng kết thúc tại đây. Xin cảm ơn.